Sông Sen nằm ở phía tây bắc nước Pháp, là một trong tuyến đường thủy thương mại nổi tiếng thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, đặc biệt là để du ngoạn các thắng cảnh trong nội thành Paris. Và mới đây thì trào lưu câu cá dọc bờ sông Sen đã nở rộ và thu hút được nhiều du khách hơn đến với thành phố hoa lệ này. Mỗi buổi chiều, anh Quentin Nespolo, 19 tuổi, đều đến sông Sen và thỏa mãn một thú vui, đó là câu cá tại bờ sông này. Sở thích của anh Quentin cũng giống như nhiều người dân Pháp. Sông Sen có rất nhiều cá, tôi đã bắt được một con dài 1m9. Tôi tin rằng còn có những con cá lớn hơn sinh sống ở đây. Trong khi đó, Fred Misener cũng tự mở lớp dạy câu cá ngay tại bờ sông. Thực tế là tại đây, người dân không hề ăn những con cá bắt được ở sông Sen. Khi bắt được cá, chúng tôi chỉ chụp ảnh, sau đó lại thả cá đi. Việc câu cá chỉ là một sở thích của chúng tôi. Vào những năm 1960, dòng sông Sen được coi như là sông chết. Chỉ có 3 trong số 32 loài cá có thể sinh sống được ở đây. Ngay sau đó, Pháp đã đầu tư rất nhiều tiền để phục sinh lại dòng sông này. Do đó, với nhiều người dân Pháp, việc câu cá ở dòng sông Sen là để cho thế giới thấy được sự tự hào của người Pháp khi cứu sống được một dòng sông. Song, theo một báo cáo của Hiệp hội Phi lợi nhuận mang tên Mandersen, dòng sông Sen thơ mộng ngày càng có nhiều rác.